loan thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Rồi có những quốc gia mà cần tới sự bảo mật chẳng hạn, cần tới sự bảo mật thì mình cũng cần xử lý theo lô hơn là xử lý trực tuyến. Chẳng hạn mình thấy các cái hệ thống về nhà dìm hàng ly tôn cái hệ thống mà các hệ thống đăng bài của các forum chẳng hạn, cái này đúng không kỳ nha, thì mình thấy á, nếu mà nó xử lý theo trực tuyến thì rất là tốt, mình bớt bài nó lên đi, nhưng mà đôi khi họ cần biết công tác kiểm duyệt thì như vậy nếu xử lý theo lô nó sẽ tốt hơn. Là cuối mỗi ngày thì cái người admin họ sẽ vào đó, họ kiểm duyệt các cái bài và họ check lên để cho các cái bài được tốt. Thì như vậy đôi khi cái xử lý theo lô nó cũng cần thiết. Còn xử lý theo lô thì nó bị một cái hạn chế đó là cái độ trễ.